Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2021. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test một chiếc đầu câm mới về. Chiếc đầu câm này thì cửa hàng chưa thông báo lên kênh, nhưng cũng đã có những bác khách hàng liên hệ với cửa hàng và muốn xem hình của sản phẩm, thì bên cửa hàng cũng đã gửi hình chi tiết qua Zalo cho khách hàng rồi. Và anh khách hàng cũng đã chuyển khoản đặt hàng cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc đầu câm Sony có modem K363ESG. Vâng, clip của ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ test để gửi cho khách hàng của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị gì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip của ngày hôm qua cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được 4 sản phẩm thôi, nhưng cửa hàng cũng mệt mỏi nên không thông báo những sản phẩm về trong ngày. Thì có hai chiếc điện thoại đá này, cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây, và có một chiếc lọc Victor 7070 phía dưới, và có duy nhất một chiếc đầu câm Sony K3 số 3 ESG thì đã được vị khách hàng chốt đơn. Và ngay clip này thì cửa hàng cũng sẽ test hàng để gửi cho khách hàng của mình. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng tin. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng sẽ test hàng để gửi cho khách hàng của mình. Một chiếc đầu rất đẹp luôn này, K3 số 3 ESG, nàng đã chốt gỗ được thiết kế rất là đẹp và máy thì còn rất mới luôn nhé. Tình hỡi ơi tình chàng đã có. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho anh Võ Đình Dũng. Anh có địa chỉ tại số 55 Đinh Công Trứ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Một chiếc đầu Sony K3 số 3 ESG, và anh có lựa chọn thêm là một chiếc đĩa than. Khi con tim yêu đương là sống với đau thương. Vị khách hàng thứ hai cửa hàng xin gửi cho anh Tăng Văn Toán. Anh có địa chỉ tại công ty cổ phần dầu khí miền Nam, đường số 3, khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. Anh có đặt một bộ băng Akai Trường Vũ đặc biệt và một chiếc xương. Đã bước qua cầu mà nào ngờ đâu tìm dãy núi cao, đi sông vô rừng. Vâng, sản phẩm này thì cửa hàng sẽ quay chi tiết trên kênh để cho khách hàng của mình có thể theo dõi clip này, biết ra những sản phẩm rất đẹp về với cửa hàng thì không cần phải đăng trên trang. Và các bác khách hàng có nhu cầu đang quan tâm tới sản phẩm này thì bác cũng đã chốt đơn luôn và ngay. Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một. Vâng, phía sau thì còn rất đẹp luôn. Vâng, cửa hàng thì đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly Acoustic E308. Thì biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau. Vâng, quý vị và các bạn có thể thưởng thức một đoạn ca khúc cửa hàng sẽ test và đóng gói luôn sản phẩm để gửi cho khách hàng của mình. Vâng, và qua clip này bác khách hàng nào mà có nhu cầu mua sắm những chiếc điện thoại đá bên cửa hàng thì có thể liên hệ để chốt đơn cả cặp đôi này vừa về với cửa hàng xong. Và một chiếc lọc rất đẹp của hãng Victor có modem 7070 rất hiếm nhá. Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn, cuộc đời hồng nhan cay và đắng thui thì lòng trái ngang. Bao nhiêu trai làng nàng đi theo xin nàng tím vàng, nàng vẫn không mang. Nàng đã chót yêu một chàng nghệ sĩ. Tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình, người đời cười.
người chế cho tình đó như là gió với trăng. É sao duyên mình không thành như bao nhiêu người thân tình, nàng khóc một mình. Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi, khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì Thi đã biết cớ sao Thi vậy. Cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Ngày hôm nay thì cô chủ shop rất là mệt nhưng cũng cố gắng dậy để test những sản phẩm gửi cho khách hàng sớm nhất có thể khách hàng sẽ nhận trong tuần tới. Vâng, hôm nay thì đã đổ mồ hôi. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, và bên không gian của cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì đang có rất nhiều những model đẹp bên cửa hàng đã lựa chọn rồi. Những vị khách hàng quan tâm yêu thích những sản phẩm bên cửa hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.